Xin kính chào quý vị đang xem bản tin của báo Tuổi Trẻ và tôi là Thanh Vy. Thưa quý vị, Hàn Quốc cũng là một trong số những quốc gia ủng hộ Ukraine trên chiến trường Đông Âu. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc đã có phát biểu báo hiệu Hàn Quốc sẽ không dừng lại ở việc viện trợ nhân đạo và kinh tế, thậm chí còn có thể viện trợ vũ khí nếu như Ukraine bị tấn công dân sự quy mô lớn. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters trước chuyến thăm Mỹ vào tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ của ông đang tìm cách giúp bảo vệ và tái thiết Ukraine, giống như Hàn Quốc đã nhận được hỗ trợ quốc tế trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Nếu có một tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, như các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào dân thường, thảm sát hoặc vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh, sẽ rất khó cho chúng tôi nếu chỉ hỗ trợ nhân đạo hoặc tài chính, ông Yoon nói. Theo Reuters, phát biểu này báo hiệu Hàn Quốc đã có sự thay đổi lập trường trong cách ủng hộ Ukraine. Đây là lần đầu tiên Seoul đề nghị sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine sau hơn một năm xung đột. Hàn Quốc cho tới nay vẫn tránh căng thẳng với Nga do nhiều công ty của nước này đang hoạt động ở Nga, cũng như Nga có ảnh hưởng nhất định đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng là đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn, do đó đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các nước phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nếu như Ukraine lại có thêm một nguồn viện trợ vũ khí từ phía Hàn Quốc, thì Nga cũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc để tăng cường hợp tác quân sự, đúng thời điểm nhóm các cường quốc kinh tế G7 họp và nêu quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh và Moscow. Không chỉ liên tưởng về kịch bản Trung Quốc, Đài Loan và Nga, Ukraine, các nước G7 cũng quan tâm tới quan hệ Trung-Nga. Một số luồng ý kiến từ phương Tây đến nay vẫn đề cập khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng tại Ukraine, bất chấp Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc vẫn chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng lo ngại về các sản phẩm có thể bị sử dụng với mục đích kép, ví dụ linh kiện điện tử dùng cho tên lửa và một số vũ khí khác. Trùng lịch với cuộc họp G7, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có cuộc gặp. Hai bên nhất trí tiếp tục các tiếp xúc và truyền thông cấp cao, cũng như cải thiện cơ chế tương tác giữa quân đội hai nước. Tại Moscow, hai bộ trưởng tái nhấn mạnh sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi và phản đối sự can thiệp công việc nội bộ từ các thế lực bên ngoài. Trong phản ứng trước thông cáo của G7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng G7 đầy định kiến với Trung Quốc và kêu gọi G7 tốt nhất nên tự giải quyết vấn đề của riêng họ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin báo Tuổi Trẻ. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trên tuổitrẻ.vn, video.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube của báo Tuổi Trẻ. Xin cảm ơn.